kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại mặt trận Kursk đã lộ diện số lượng lớn lính đánh thuê Mỹ tràn vào Nga, khiêu khích trực diện, khiến Nga rất tức giận và lập tức đưa ra tối hậu thư. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo hãng truyền thông RT của Nga, trong cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk đã bất ngờ xuất hiện các quân nhân người Mỹ. Số binh sĩ này thuộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ và với tư cách là lính đánh thuê, phối hợp với các lực lượng vũ trang Ukraine cùng tham gia hành động tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Những lính đánh thuê này đã chụp ảnh trên chiến trường để khoe lên mạng xã hội. Trong một bức ảnh, ba lính đánh thuê Mỹ mặc quân phục, được trang bị đầy đủ vũ khí và cánh tay quấn băng màu xanh tượng trưng cho quân đội Ukraine. Phía sau là chiếc xe bọc thép Humvee của Mỹ. Mặc dù sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine không phải là chuyện mới, và quân đội Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã giết chết hoặc bắt giữ các lính đánh thuê nước ngoài trong các trận chiến. Chính phủ các nước liên quan và các tổ chức lính đánh thuê nhìn chung vẫn giữ im lặng về điều này và không muốn trực tiếp thừa nhận. Trước vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức hành động, nhanh chóng triệu tập khẩn cấp đại biện lâm thời Mỹ tại Nga tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và bất bình của Nga về vấn đề này. Trong cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng loạt hành động này đã chứng minh Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và đóng vai trò đáng hổ thẹn. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra tối hậu thư, bất kỳ chuyên gia hay lính đánh thuê nước ngoài nào vượt biên trái phép vào đất Nga đều bị coi là mối đe dọa đối với Liên bang Nga và nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng phê phán gay gắt một số nước phương Tây về lập trường đáng hổ thẹn trước cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk. Ông chỉ ra rằng, một mặt, các chính quyền phương Tây tuyên bố Ukraine không được phép sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Mặt khác, họ lại cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định cách bảo vệ chủ quyền của mình. Đức thậm chí còn tuyên bố họ không liên quan gì đối với lượng vũ khí đã chuyển giao cho Ukraine. Trong lúc quân đội Nga liên tiếp tăng cường phản công, lực lượng quân Ukraine này sẽ không thể nhàn nhã được lâu ở Kursk. Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã kiểm soát thành công khu định cư New York, khu dân cư lớn nhất vùng Donetsk. New York là một trong những khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt nhất của quân đội Ukraine, tiếp giáp với khu vực pháo đài Avdiivka và Malinka ở phía nam, còn phía bắc là Donetsk và khu vực trọng địa New York, hình thành tuyến phòng tuyến quan trọng của Ukraine ở Donbass. Nếu thất thủ, nó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống phòng thủ tổng thể của Ukraine. Nếu quân đội Nga kiểm soát được khu định cư New York, họ có thể cắt đứt các tuyến tiếp tế hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu liên tục của quân đội Ukraine. Hiện nay, quân đội Nga đã thể hiện sức mạnh và sự quyết tâm cao độ, kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở Ukraine, tạo nền móng vững chắc cho đợt phản công sau này. Để nhanh chóng loại bỏ các binh sĩ Ukraine trong lãnh thổ của mình, cường độ chiến đấu của quân Nga ở Ukraine sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm bớt, theo nhận định của giới quan sát. Ở một diễn biến khác, Ukraine thúc giục phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, tin rằng điều này có thể buộc Moscow phải đàm phán để chấm dứt xung đột. Báo Anh The Guardian tiết lộ, Ukraine đã vận động hành lang trong nhiều tháng để được cởi trói việc sử dụng Storm Shadow bên trong nước Nga, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tên lửa Storm Shadow được phát triển chủ yếu bởi sự hợp tác Anh-Pháp, có một đối tác Ý và được sản xuất bởi Liên doanh châu Âu MBDA. Nhưng vì nó có một số thành phần được cung cấp bởi Mỹ nên cần phải được sự chấp thuận của Nhà Trắng. Cho đến nay, họ đã từ chối yêu cầu của Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang. Có thông tin cho rằng Kiev đã được London và Paris cung cấp phiên bản xuất khẩu của Storm Shadow. Phiên bản xuất khẩu có tầm bắn khoảng 300 km, trong khi phiên bản trong nước của Anh và Pháp sở hữu tầm bắn gấp đôi. Moscow nằm cách biên giới phía bắc của Ukraine khoảng hơn 480 km. Một quan chức cấp cao Kiev nói rằng Nga sẽ chỉ cân nhắc đàm phán nếu Ukraine được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí có khả năng đe dọa Moscow và Saint Petersburg. Đây là một chiến lược mang tính rủi ro cao nên đến nay vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Phát biểu những ngày độc lập Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa chiến dịch bắt đầu từ 913 ngày trước của Nga. Ông Zelensky cảnh báo đối phương sẽ hiểu thế nào là trả đũa theo kiểu Ukraine. Thích đáng, tương xứng và tập kích tầm xa. Đòn trả đũa từ Ukraine sớm muộn sẽ ập đến bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Nga. Một quan chức cấp cao Kiev nói rằng Nga sẽ chỉ cân nhắc đàm phán nếu Ukraine được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí có khả năng đe dọa Moscow và Saint Petersburg. Đây là một chiến lược mang tính rủi ro cao nên đến nay vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Mỹ.
Vừa qua, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mở cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô nước này trong đêm 25 tháng 8. Reuters dẫn lời quân đội Ukraine cho biết toàn bộ Ukraine được cảnh báo về các cuộc không kích mới trong giờ cao điểm sáng 26 tháng 8 sau một số đợt tấn công bằng UAV trong đêm. Theo không quân Ukraine, tên lửa và UAV được sử dụng trong đợt không kích này, tuy nhiên chưa có báo cáo về vụ nổ nào. Quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã mở hai đợt tấn công bằng UAV vào sáng 26 tháng 8. Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại hoặc thương vong. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Shoki Popko, nói rằng có tới 10 chiếc UAV đã bị phá hủy khi chúng tiếp cận thành phố trong khu vực xung quanh thủ đô của Ukraine. Các nhân chứng của Reuters nghe thấy một số vụ nổ trước đó dường như là hệ thống phòng không đang đẩy lùi một cuộc không kích. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, thống đốc vùng Saratov của Nga Roman Basugin cho biết UAV của Ukraine đã tấn công vào đây ngày 26 tháng 8, khiến nhà cửa hư hại và các chuyến bay trong khu vực bị hạn chế cất cánh. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 9 UAV trên khu vực Saratov, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 900 km. Theo thống đốc Bushagin, lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới các địa điểm bị ảnh hưởng ở Saratov và Angens, hai khu vực quan trọng cách thủ đô Moscow vài trăm km về phía đông nam. Nga có một căn cứ quân sự ném bom chiến lược ở Angens. Đoạn video do kênh tin tức Short của Nga đăng tải trên Telegram cho thấy một tòa nhà dân cư cao tầng ở Saratov bị hư hại mặt bên và một số cửa sổ bị thổi bay. Tại Angens, tầng trên cùng của một tòa nhà dân cư bị hư hại. Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk ở Nga đã làm dấy lên một loạt các câu hỏi về các chiến thuật hiện tại trong chiến tranh trên bộ và chiến lược quân sự. Điều này không chỉ thách thức những quan niệm truyền thống mà còn đặt ra những rủi ro quan trọng đối với cả hai bên trong giai đoạn giao tranh mới này. Nhận định nêu trên là của chuyên gia Ben Barry, nghiên cứu viên cao cấp về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Chuyên gia Barry nêu rõ, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 đã dẫn đến một sự thay đổi trong các khái niệm chiến tranh, đặc biệt là về vai trò của phòng thủ và tấn công trên chiến trường. Một số nhà phân tích quân sự đã bắt đầu tin rằng phòng thủ đã trở nên chiếm ưu thế hơn tấn công và rằng chiến trường đã trở nên minh bạch nhờ sự phát triển của các thiết bị bay không người lái UAV. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của các cuộc tấn công cơ động trên bộ trong các cuộc xung đột hiện đại. Tuy nhiên, cuộc phản công thành công của Ukraine vào mùa thu năm 2022 tại Kharkov, nơi Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công cơ động nhanh chóng và hiệu quả, đã chứng minh rằng các cuộc tấn công trên bộ vẫn có thể mang lại kết quả đáng kể. Cuộc tấn công vào Kursk ở Nga hiện nay dường như cũng tuân theo kịch bản tương tự, bất chấp những giả định rằng phòng thủ đã trở nên vượt trội hơn tấn công. Sự thành công của cuộc tấn công vào Kursk có thể gắn liền với việc Ukraine đã thu thập thông tin tình báo chi tiết, cho phép họ thực hiện các cuộc đột kích bất ngờ. Các lực lượng Ukraine như Lữ đoàn tấn công đường không số 82 vốn đã chứng minh hiệu quả quân sự trong các cuộc giao tranh trước đây có thể đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công này. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UAV và lực lượng mặt đất cũng có thể đã góp phần vào thành công của cuộc tấn công. Một yếu tố quan trọng khác là sự kiểm soát thông tin của Ukraine. Việc hạn chế thông tin từ khu vực hoạt động đã làm tăng mức độ bí mật của cuộc tấn công, tương tự như cách mà Hamas thực hiện cuộc tấn công vào Israel vào tháng 10 năm 2023. Điều này đã làm giảm khả năng của Nga trong việc sẵn sàng ứng phó và dường như đã đóng góp vào sự thành công của Ukraine. Chuyên gia Barry lưu ý, dù có thành công nhất định với cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Việc kéo dài cuộc tấn công có thể dẫn đến sự kéo giãn quá mức lực lượng, gây ra mối đe dọa cho khả năng duy trì cuộc tấn công hiệu quả. Sự tiêu hao lực lượng và tài nguyên cần thiết để duy trì cuộc tấn công có thể trở thành yếu tố quyết định trong khả năng của Ukraine để tiếp tục mở rộng bước tiến của họ. Cuộc tấn công vào Kursk cũng có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược của Nga. Trong năm nay, Nga đã duy trì các cuộc tấn công tiêu hao ở miền đông Ukraine, đạt được kết quả chậm nhưng chắc chắn. Nhưng sự thành công của cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk có thể là một lời cảnh tỉnh cho Nga, cho thấy rằng chiến lược tiêu hao có thể không hiệu quả như dự kiến. Nga có thể phải đối mặt với áp lực lớn để tái bố trí lực lượng từ miền đông Ukraine đến Kursk. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng có thể gặp khó khăn nếu các đơn vị này thiếu trang bị và huấn luyện tốt. Những thiếu sót này có thể làm giảm khả năng của Nga trong việc thực hiện một cuộc phản công hiệu quả và bảo vệ vùng lãnh thổ quan trọng của họ. Hiện tại, tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và nhiều yếu tố vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù Nga có thể lên kế hoạch hoàn thành cuộc tấn công ở miền đông Ukraine trước khi tập hợp lực lượng mạnh để phản công vào vị trí mới của Ukraine, nhưng điều này cũng có thể tạo ra cơ hội cho Kiev củng cố vị trí và chuẩn bị cho một cuộc phòng thủ mạnh mẽ. Tóm lại, ông Barry kết luận, cả Nga và Ukraine đều đang ở trong một tình thế khó khăn với những rủi ro cao.
Ukraine cần cân nhắc việc duy trì cuộc tấn công để không làm thiệt hại quá mức lực lượng của mình, trong khi Nga phải đối mặt với áp lực lớn để tăng cường khả năng phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc phản công ở Kursk. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.